Hai thì kỳ trước thì có một bạn đã thực hiện cái hiệu ứng này cũng khá là hay, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái hiệu ứng đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào After Effects, và chúng ta sẽ import vào cái footage của chúng ta. Ở đây thì mình có một cái footage phông xanh như thế này, cũng khá là đơn giản. Có một người đàn ông giơ tay ra đúng không? Có một số động tác bằng tay. Rồi. Và chúng ta sẽ có cái background. Đây là hình background, một cái background rất là đơn giản. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái video người đàn ông này vào, tạo một cái con mới. Chưa? Mình sẽ đặt tên cho nó là original đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta key. Thì ở đây thì mình sẽ không đi sâu vào cái phần key. Thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta key đó thì tốt nhất là chúng ta sẽ key trên một cái layer riêng, mình đặt tên là mệt ở đây ha. Thì cái này mình lưu ý các bạn rất nhiều lần, đó là tại vì giờ chúng ta key trên một cái layer riêng như thế này đó thì chúng ta sẽ dễ xử lý về cái phần mệt. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế cái việc là ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh gốc của footage chúng ta, chẳng hạn nó sẽ không có làm cái footage chúng ta bị noise. Rất là nhiều bạn là key trực tiếp lên cái footage original của chúng ta cho nên là nó sẽ làm cho cái hình ảnh chúng ta nó bị noise rất là nhiều. Rồi thì với layer mat này chúng ta sẽ vào phần effect keying, chúng ta sẽ dùng cái keyline đúng không? Đơn giản thôi. Mình sẽ chọn cái phông xanh, cái này thì rất là dễ key rồi. Và chúng ta sẽ bật cái combine mat lên đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra xem có cần chỉnh sửa gì nữa không. Mình nghĩ là kết quả key như vậy là quá tốt rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng cái original này để chúng ta bật cái track mat. Được chưa? Rồi. Và mình sẽ sử dụng một số thứ chẳng hạn như là specular, chút cái symbol Joker đúng không? Lên cái phần mạch của chúng ta. Rồi. Thế thì chúng ta đã có cái anh chàng này, chúng ta đã key xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ recombo cái anh này lại. Tên là actor, move all attribute into the new composition đúng không? Ok. Chúng ta sẽ đặt cái background đằng sau. Rồi. Bây giờ việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện tạo những cái mask cho cái phần foreground cho cái diễn viên của chúng ta để mà làm cho anh này ảnh tan biến dần đi. Và đó cũng chính là để chúng ta dùng để làm cái layer để mà chúng ta tỏa cái particle từ đó ra, được chưa? Rồi thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ select cái layer actor của chúng ta, và chúng ta sẽ dùng cái pen tool chúng ta vẽ một cái mask đúng không? Chúng ta sẽ đi trong này, chúng ta vẽ một cái mask, và cái mask này thì mình sẽ cho nó lồi lõm một tí. Mục đích là cho nó có một chút cái độ ngẫu nhiên.
Và cái mask này thì chúng ta sẽ chuyển từ S thành dạng subtract. Chúng ta sẽ cho nó một cái feather. Chúng ta sẽ key cái mask path. Và như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta key từ cái lúc anh này anh giơ cái tay lên đi, chúng ta sẽ cho cái mask này nó đi từ ngoài vào. Khoảng tầm 3-4 giây gì đó chúng ta sẽ select cái mask này, chúng ta sẽ cho nó di chuyển. Được chưa? Như vậy là khi mà cái mask này nó di chuyển thì cái anh chàng này cũng sẽ tan biến theo, được chưa? Và chúng ta có thể chỉnh sửa cái mask này một tí, cái đường của cái mask này một tí để cho nó có thay đổi về cái hình dạng, sẽ năng động hơn, nó không dynamic hơn. Chưa? Đó là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ làm cho anh chàng này nó tan biến như vậy, được chưa? Mình sẽ lưu cái file này lại trước. Rồi. Việc tiếp theo nữa thì bắt đầu là chúng ta sẽ vô cũng sẽ dùng cái mask này để chúng ta tạo một cái layer giống như là khi mà anh chàng này ảnh biến thành bụi đúng không? Ảnh tan biến thành bụi thì cái lớp bụi nó sẽ nằm phía sau. Giống như là anh này anh hóa thành bụi trước, hóa thành đá, hóa thành bụi trước. Đó, và sau đó chúng ta sẽ dùng cái lớp đó. Chúng ta cũng sẽ dùng cái mask này để chúng ta tạo cái layer cho cái phần particle của chúng ta ha. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ import vào một cái texture. Đây chính là cái texture một cái kiểu như là đá hoặc là cẩm thạch hoặc là xin lỗi đá hoặc là bê tông ha. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lôi cái texture này xuống. Mình sẽ scale nó to lên, được chưa? Cho nó cover cái anh chàng này. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái mask mà chúng ta đã tạo ra ở cái layer actor này, chúng ta duplicate cái layer actor này lên. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là Actor Mask. Được chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng cái Actor Mask này cho làm cái alpha mesh cho cái stone texture của chúng ta. Bạn thấy là bây giờ thì cái anh chàng này ảnh cũng giống như là cái texture đá này nó sẽ được nằm riêng bên trong cái hình của anh chàng này thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái mask một tí. Chúng ta vào cái mask của cái actor mask này. Chúng ta mở cái mask một ra, chúng ta sẽ dùng cái mask expansion. Chúng ta sẽ kéo nó lại một tí, được chưa? Để cho cái phần mask giữa cái tay của anh chàng này và cái phần hóa đá nó sẽ chừa ra một chút để cho chúng ta người xem người ta thấy được cái hiệu ứng hóa đá, đúng không? Và nếu mà các bạn thấy nó vẫn còn sát nhau quá thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo lại cái kim một chút, đúng không? Chúng ta có thể tăng cái feather lên một tí. Rồi, và như vậy chúng ta thấy là anh chàng này giống như là ảnh bị hóa đá, đúng không? Hóa thành bùn, hóa thành đá. Rồi.
Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng sẽ dùng cái Actimax này đúng không? Để chúng ta tạo thêm một lớp nữa để dành riêng cho cái phần particle của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta sẽ duplicate cái layer actor chúng ta lên. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó thành là particle emitter. Đúng không? Với cái layer mới này chúng ta cũng sẽ vào phần mask. Và thay vì chúng ta dùng cái mask là subtract thì chúng ta sẽ đổi nó lại thành add. Thì mình sẽ solo cái layer này để chúng ta cùng xem. Thì thay vì bây giờ là anh chàng này anh tan biến đi thì bây giờ bắt đầu là cái tay anh xuất hiện. Được chưa? Và đó chính là cái mà chúng ta sẽ dùng cái layer này để chúng ta emit cái particle ra. Được chưa? Rồi. Thì với cái layer particle emitter này chúng ta sẽ tạm thời tắt đi. Chúng ta sẽ tạo một cái solid mới đặt tên nó là particle, được chưa? Và chúng ta sẽ áp dụng drop code particular vào. Đây chính là drop code particular của chúng ta mặc định đúng không? Thế thì bây giờ để tạo cái particle dạng tro bụi đúng không? Thì chúng ta để cho thực tế cho đẹp thì chúng ta sẽ tìm những cái texture mà nó thuộc về tro hoặc là bụi đúng không? Thì chẳng hạn ở đây mình sẽ tìm thấy một cái texture như thế này. Chẳng hạn mình sẽ tìm một cái texture như thế này, đó là texture một số cái thực ra nó là một số cái bào tử nấm hay là vi khuẩn gì đó trong kính hiển vi chứ không phải là bụi, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng khá là giống. Thế thì mình mới dùng Photoshop mình cắt ra một số cái hình dạng, một số cái shape ở trong đây để mà tách nó ra thành từng cái như thế này. Được chưa? Cái này thì chúng ta dùng Photoshop, chúng ta dùng mask chúng ta tách ra thôi, rất là đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ import tất cả những cái này vào, những cái shape particle này vào. Được chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo một cái con mới với những cái shape này. Mình sẽ đổi đặt tên cho cái composition mới là as particle shape đúng không? Tức là dạng là particle hình dạng cho cái tro bụi. Rồi thế thì bây giờ trong cái con mới này chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chèn vào những cái shape particle mà chúng ta đã có. Mỗi cái này chúng ta sẽ cho nó một frame thôi, đúng không? Cứ như vậy chúng ta sẽ đưa hình vào. Chúng ta cho mỗi cái một cái frame thôi. Đúng không? Để chúng ta làm cái một cái shape particle cho cái chấp code của chúng ta. Thì các bạn thấy là đây là trong cái con này thì chúng ta sẽ có bốn cái frame, mỗi frame nó là một cái shape của particle. Chúng ta có thể trim con to work area đúng không? Rồi chúng ta quay lại cái con chính của chúng ta, mình sẽ đổi tên con chính này là main con. Và chúng ta sẽ lôi cái composition as particle shape xuống đây để làm cái shape và chúng ta cũng có thể tắt nó đi được ha. Rồi thì bây giờ với cái layer particle chúng ta mới tạo đây, chúng ta sẽ vào phần đầu tiên là vào phần emitter. Và chúng ta sẽ chọn cái emitter type, bây giờ hiện tại là đang là point, chúng ta sẽ chọn cái là layer. Tức là nó sẽ sử dụng cái layer của chúng ta để nó tỏa cái particle ra. Và chúng ta sẽ sử dụng cái layer là particle emitter mà chúng ta vừa mới làm đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái particular, chúng ta xuống phần layer emitter ha, cũng là nằm trong cái mục emitter. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta chọn cái layer mà chúng ta muốn tỏa cái particle ra, chúng ta sẽ chọn cái emitter của chúng ta. Ở này nó yêu cầu là cái layer chúng ta phải là một layer 3D. Thì chúng ta có thể
làm lại, chúng ta sẽ biến cái layer này thành layer 3D. Chúng ta quay lại particular, chúng ta chọn cái particle emitter thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có tác dụng. Ở phần ngay bên cạnh cái ô, bên cạnh cái tên layer chúng ta, nó có cái chữ suộc á, thì chúng ta có thể bấm vào, chúng ta chọn là mask, thì nó sẽ lấy cái mask mà chúng ta đã tạo ở trong cái layer particle emitter để nó làm, để nó tính vào cái layer của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không chọn cái mask này thì nó sẽ không hiểu, nó sẽ tỏa cái particle ra trên cái layer của chúng ta luôn, trên toàn bộ cái layer, nó không có hiểu là chúng ta đang dùng cái mask để chúng ta giới hạn cái khu vực để tỏa particle, đúng không? Chúng ta sẽ chọn cái mask ở đây. Thế thì các bạn sẽ thấy là particle nó sẽ đi theo cái mask của chúng ta, mask chúng ta đi đến đâu thì nó sẽ tỏa đến đó, được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ tăng cái số particle lên, hiện tại đang là 100 một giây, chúng ta sẽ tăng nó lên nhiều để chúng ta thấy cái kết quả. Thì các bạn thấy là bây giờ thì cái particle chúng ta nó nhiều hơn, và chúng ta có thể thấy được cái kết quả của chúng ta ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xuống phần particle, tức là chúng ta sẽ tùy chỉnh về các cái shape của particle. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái as particle shape, tức là cái hình, những cái hình dạng cho particle mà chúng ta cũng đã tạo ở đây, để chúng ta bỏ vào, chúng ta làm cái shape cho cái particle. Thế thì trong phần particle này, chúng ta xuống phần particle type, chúng ta sẽ chọn là texture polygon, và chúng ta xuống cái mục texture, nó sẽ cho chúng ta chọn cái layer, thì chúng ta sẽ chọn cái as particle shape của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấy những cái shape mà chúng ta đã tạo, được chưa? Những cái shape mà chúng ta đã tạo này để chúng nó làm cái particle. Ở đây thì mình ở cái phần layer sampling, chúng ta sẽ ở cái phần time sampling thì chúng ta sẽ, thay vì là random loop thì chúng ta sẽ chọn là random still frame. Kích thước chúng ta sẽ cho nó to lên một tí, nhưng mà chúng ta sẽ cho cái size random nó nhiều hơn, cái to cái nhỏ thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Opacity cũng như vậy, opacity chúng ta có thể giảm xuống một tí, và chúng ta sẽ tăng cái opacity random lên để cho cái particle chúng ta nó có một cái độ ngẫu nhiên, đúng không? Và chúng ta sẽ, hiện tại thì chúng ta thấy là cái particle chúng ta nó tỏa ra đều 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 đều, đúng không? Thì chúng ta sẽ muốn là chúng ta sẽ cho cái particle này nó đi theo một cái hướng giống như là bị gió thổi bay mất. Thế thì chúng ta sẽ xuống phần physics, chúng ta xuống phần E, chúng ta sẽ cho nó một chút cái wind, đúng không? Thì khi mà có gió thì các cái particle chúng ta nó sẽ bay theo một cái hướng, nó sinh ra thì nó sẽ bị gió nó cuốn bay mất. Được chưa? Có thể trong cái physics time factor để cho cái tác dụng gió nó sẽ chậm lại một tí. Rồi, thì bây giờ sau khi chúng ta đã tùy chỉnh sơ sơ được về cái phần particle rồi, chúng ta có thể tắt solo đi, chúng ta xem cái kết quả ở trên cái layer của chúng ta ha. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái phần bụi nó sẽ được tỏa ra từ cái phần mà chúng ta tạo cái mask cho cái nhân vật của chúng ta, giống như là nhân vật chúng ta biến thành một cái lớp bụi, được chưa? Và những bụi này nó sẽ bay mất.
Ở đây thì ví dụ sau khi mà nhân vật chúng ta đã bị tan biến hết thì chúng ta có thể key cái particle per second để chúng ta cho nó tắt cái particle đi. Đúng không? Ví dụ đến khoảng này chúng ta sẽ cho nó cái particle per second trở về là không. Thì như vậy các bạn thấy là sau đó thì particle chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn. Ở đây về cái phần win chúng ta sẽ cho nó một chút cái trục y nữa để cho nó bay lên một chút. Rồi thì các bạn thấy là như vậy chúng ta đã thực hiện được một chút cái phần hiệu ứng tan biến, snap effect đúng không? Ở đây thì cho cái phần stone texture của chúng ta cho nó đẹp hơn một tí thì chúng ta có thể chúng ta sẽ dùng cái after mask này của mình. Chúng ta sẽ pre-combo nó được chưa? After mask com. Và chúng ta sẽ vào trong cái Atomask com này thì vẫn là cái layer chúng ta với cái mask thôi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer thì chúng ta tạo làm cái noise, đặt tên là noise. Chúng ta sẽ vào phần effect, chúng ta vào phần noise and grain, chúng ta sẽ áp dụng một cái fractal noise vào. Cái fractal noise này nó sẽ tạo ra chúng ta một cái lớp noise đơn giản như vậy, và nó sẽ chuyển động theo cái việc theo cái chuyển động của chúng ta, theo cái điều khiển của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ tăng cái contrast này lên một tí. Về phần scale chúng ta sẽ thu nhỏ nó xuống một chút được chưa, và chúng ta sẽ key cái evolution để cho cái noise của chúng ta nó có một chút cái chuyển động trong đó. Được chưa? Bạn sẽ thấy là như vậy là chúng ta đã có một cái lớp noise chuyển động. Và chúng ta sẽ dùng cái lớp này để chúng ta chuyển cái áp dụng cái track mat cho cái lớp này. Như vậy là cái layer chúng ta đã được cái layer noise chúng ta đã được đưa vào trong cái cái shape actor của chúng ta. Chúng ta sẽ quay lại cái main com. Vậy thay vì là dùng cái alpha chúng ta sẽ dùng cái luma cho cái stone texture của chúng ta, và các bạn sẽ thấy là bây giờ thì thay vì bên cạnh cái việc là dùng cái mask thì cái lớp stone texture chúng ta nó sẽ sử dụng luôn cái noise được chưa? Cái lớp noise mà chúng ta vừa mới tạo để nó áp dụng cho cái việc biến mất của cái lớp stone để nhìn nó đẹp hơn một chút. Chúng ta sẽ tăng cái contrast lên một chút. Mình nghĩ là chúng ta sẽ tăng cái fader lên một tí để hiệu ứng nó đừng có bị gắt quá. Chưa? Cái này chúng ta cũng sẽ tăng cái fader lên.
Rồi, như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã thực hiện xong cái hiệu ứng snap effect về cơ bản là như vậy ha. Để mà tùy chỉnh thêm thì các bạn có thể vẽ lại cái mask, canh lại cái mask một tí, đúng không? Để cho cái mask này nó đừng có quá tương tự nhau. Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại một tí về cái shape cũng như là cách chuyển động của cái particle cho nó đẹp hơn. Được chưa? Ở đây mình có thể cho nó một chút cái rotation. Tại vì hiện tại các cái particle nó nằm hơi giống nhau, mình có thể cho nó một chút cái random. Thì chúng ta sẽ tùy chỉnh thêm để chúng ta làm cho cái hiệu ứng nó đẹp hơn một tí, được chưa? Còn về cơ bản thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện cái hiệu ứng tan biến snap effect giống như là trong phim Avengers Endgame. Rồi. Giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái ví dụ này ở đây ha.